Trên sân nhà, Thanh Hóa kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng bất ngờ thủng lưới ở phút 42. Từ pha tấn công cánh trái, Văn Đức căng ngang cho Trung Học đánh đầu cận thành mở tỷ số. Sau đó, Hà Tĩnh lui về phòng thủ, nhường hoàn toàn thế trận cho Thanh Hóa. Có lúc đội chủ nhà cầm bóng tới 75%, nhưng thống kê này cũng vô nghĩa khi không mang lại cho họ bàn gỡ. Tuy nhiên, một điều chỉnh nhân sự hợp lý của huấn luyện viên Popov đưa Lê Quốc Phương vào thay Doãn Ngọc Tân ở phút 60 đã tạo bước ngoặt quan trọng để Thanh Hóa đảo ngược tình thế. 8 phút sau khi vào sân, Quốc Phương đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, vượt qua hai cầu thủ Hà Tĩnh rồi bị Nguyễn Ngọc Thắng cản người không bóng. Trọng tài Hoàng Thanh Bình lập tức thổi phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Paulo Conrado dễ dàng lừa thủ môn Dương Quang Tuấn, gỡ hòa 1-1. Bàn gỡ này tiếp thêm hưng phấn để Thanh Hóa dâng cao đội hình liên tục dồn ép và được đền đáp bằng liên tiếp hai bàn ở các phút 78 rồi 81. Lê Phạm Thành Long treo bóng xoáy vào thẳng gôn từ quả phạt góc bên cánh trái khiến trung vệ Hà Tĩnh Gianclizio lóng ngóng phản lưới nhà. 3 phút sau vẫn từ phạt góc nhưng bên cánh phải Quốc Phương treo bóng để trung vệ Gustavo Santos đánh đầu đập đất làm Quang Tuấn không thể bắt dính. Tiền đạo Lê Thanh Bình băng vào giúp bồi nâng tỷ số lên 3-1. Hà Tĩnh cố vùng lên nhưng để sơ hở phía sau và thủng lưới thêm một bàn ở phút bù thứ tư. Lê Thanh Bình nhận bóng phản công nhanh, xử lý khéo bên cánh phải trước khi chuyền cho tiền đạo vào sân thay người Lê Văn Thắng khống chế dứt điểm nhẹ nhưng hiểm ấn định tỷ số 4-1 cho Thanh Hóa. 4 bàn nã vào lưới Hà Tĩnh giúp Thanh Hóa xua đi phần nào sự nghi ngờ về sức mạnh hàng công sau khi chỉ ghi được vẻ vẹn 4 bàn từ 5 trận trước đó. Và nhờ cơn mưa bàn thắng trên sân nhà hôm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Popov vươn lên đỉnh bảng với 14 điểm, hơn nhì bảng Nam Định 2 điểm. Còn Hà Tĩnh dậm chân ở vị trí thứ 10 với 6 điểm. Tuy nhiên, Hà Nội FC có thể xoán chỗ của Thanh Hóa nếu đánh bại Hải Phòng trong loạt trận muộn nhất vòng 6, ngày 13 tháng 4.